Chào cả nhà. Rồi, hôm nay mình làm lại cái video thử đổ nước lên đầu bịch phôi, thử là phôi nó có hút nước hay không. Vì ở cái video Nấm có chia sẻ từ năm 2018 đến nay thì cũng có nhiều anh em thắc mắc là thứ nhất là xem không rõ. Thời đó thì quay bằng cái điện thoại iPhone 3, iPhone 4 vậy. Đến bây giờ thì cũng có cái máy quay nên muốn quay lại cho nó rõ ràng hơn. Cái vấn đề thứ hai thử là xem thử cái phôi từ cái thời năm xưa đến năm nay làm thì nó có khác gì hay không, hay là tốt hơn, hay là như thế nào đó. Rồi cũng có vài anh em hỏi là sao em tưới thử như anh thì nó lại hút nước, còn cái của anh làm trên video thì nó không hút nước. Thì thôi bây giờ Nấm sẽ lấy thử mỗi vàng mỗi bịch ra đây, bỏ đây. Thì vì sao mà nó hút nước thì cũng nhiều khi phôi của bên truyện Nấm luôn nhưng mà nó cũng lại bị hút nước. Thì chắc cái lý do này thì thôi để đây, lấy trên đầu để cho nó khỏe. Mỗi vàng thử mỗi bịch riêng. Rồi bên đây Nấm lấy thêm bịch nữa đây, 3 bịch. Rồi giờ thử nha. Đây nó rõ ra thấy chắc rõ hơn nè. 3 bịch thì hiện tại đang rút nắp được 3 ngày 3 đêm nhú như thế này rồi. Rồi bây giờ đổ vô thử. Lứa đây lứa thứ hai. Rồi lúc lên luôn nha. Lúc lên rồi mình theo dõi trong thời gian vài 3 phút. Sau đó thì Nấm có vài chia sẻ nhỏ nhỏ. Rồi ok. Không hút nước rồi. Nếu nó hút vô thì nãy giờ nó làm cái ọt là xuống tới đấy rồi á. Và trong quá trình tưới thì nếu như mà mình tưới được ướt cái nấm con đó, mà nó không bị đọng nước thì nấm nó sẽ ra rất là sung sức, mướt cây nấm. Chứ nếu như lúc nhỏ mà nó khô quá thì nó héo cây nấm. Là khi mình tưới cỡ nào tưới nhưng mình không cứu được, nó bị mất sức lúc đầu luôn rồi. Với trường hợp này thì Nấm đang thấy là không hút nước nè. À, bây giờ mình lấy thêm thử vài ba bịch nữa đi. Đây, cùng khúc nó luôn đây. Đây, ba bịch này cứ đi nè nha. Rồi. Tự quay, tự biên, tự diễn thì nó hơi rung tí rồi cả nhà thông cảm. Rồi, thêm hai bịch nữa nha. 5 bịch này. Rồi ok, đang ra 5 con. 5 bịch theo quan sát nãy giờ là vẫn chưa hút nước. Rồi thì kết quả 5 bịch này là không thấy hút nước rồi. Thì xin lưu ý với cả nhà này, vì sao hút nước là cả nhà dọn vệ sinh nhiều khi nó sâu quá. Đấy, cái thứ hai nữa là mình làm lỏng cái đầu. Trong cái quá trình mình làm vệ sinh hoặc là mình hái nấm, mình cầm lắc mạnh quá, cái đầu cổ nó bị lỏng đi thì nó sẽ hở bịch ni lông và nó hút nước xuống chạy dọc xuống đây. Còn ở đây thì làm rất là nhẹ nhàng gọn gàng, sạch, vừa sạch nhưng mà không sâu, nó không bị. Vậy thì có hai yếu tố, đó là làm không được sâu quá, cái thứ hai đừng có lắc cái cổ mạnh quá. Hái nấm cũng vậy, cũng có nhiều anh em hái Nấm thấy là giật nè, là cái cổ. Ví dụ đây, Nấm sẽ ví dụ một bịch thử. Đây, ví dụ như hái nấm, nhiều khi hái này nè, cầm cái chùm nấm, mình giữ cái đầu này, mình hái nhẹ nhàng. Còn nhiều anh em hái cái lắc này nè, đó. Thấy chưa? Nó lắc dài thì nó hở bịch rồi, nó phải hút rồi. Thử luôn một cái nữa nha. Bây giờ Nấm, đây, cái vàng này, mình đang lấy sẵn ở trong này luôn đi. Lấy ra, để cho nó đồng bộ, khỏi rút mấy con. Đây, ví dụ như mình trong quá trình hái nấm này, nè, mình hái mình lắc này nè. Nắm giữ lắc nghe nè. Rồi bây giờ mình sẽ chế đây, thử coi thằng này nó hút không. Có hút nhẹ, có hút nè, mới mà xuống rồi nè, xuống tí xíu rồi nè, có nhưng mà ít thôi, vì mình nắm nãy giờ nắm lắc thì chắc nó lỏng lỏng khúc chỗ này thôi, nó đọng nước khúc nhẹ thôi. Nếu như mình lắc mà dọn sâu nữa là nó hút á nè, dở lên đấy, nó hút à.
có hút mà ít. À, bạch ra hai tràng kìa. Nè, tràng mí nè. Tràng mí nè. Đấy. Nhiều tràng hết á. Đấy. Thì anh em sẽ lưu ý nha, bây giờ mình đổ ra. Nếu như mấy cái nấm nào mình tưới nó ướt, đổ nước ra nha, nó không đọng nước. Rồi. Đổ hết ra đi. Rồi, đổ hết ra. Quay đâu vậy? Đó. Thì những cái nấm này là nó lớn đẹp này. Rồi, bạch đây nha. Còn nước này nha. Tràn nước này, đổ này. Bạch này nè, đây, tràn nước này. Đổ. Rồi không hút nha. Đây, cũng còn nè. Ok chưa? Rồi, vậy cả nhà xin lưu ý nha. Khắc phục hai vấn đề đó, một là hái, hai là dọn vệ sinh đừng có sâu quá hoặc là mất rộng quá thì cũng không tốt. Rồi, ok, đã xong rồi đó. Giờ nắm cắt máy bịch phôi đây. Cảm ơn cả nhà.